Thử mở một đoạn nhạc viral trên TapTap, phản ứng sau đó của học sinh tiểu học khiến ai cũng vô cùng bất ngờ. Hả? Tại một ngôi trường tiểu học ở Bình Thuận đã làm cộng đồng mạng cả nước không khỏi trầm trồ thích thú trước cách mà các em học sinh ở đây học hết sức, chơi hết mình, trend gì cũng biết, nhạc gì cũng nhảy. Được biết đây là một hoạt động random dance ở ngoài trời được nhà trường tổ chức. Theo đó, các em học sinh sẽ nghe những bài hát được phát ngẫu nhiên ở trên chiếc loa là những bài đang viral ở trên TikTok được hàng chục triệu lượt nghe, từ đó nhảy theo bài hát đó dựa theo trend mà các em đã từng xem. Cứ mỗi bài dài khoảng vài chục giây được cất lên, nhiều top học sinh lần lượt ùa ra sân trường để nhảy một cách ngẫu nhiên, không hề được tập duyệt từ trước, cũng chẳng ai bảo nhau câu nào. Cứ thế nhạc lên là tay chân cứ nhún nhảy theo như thể đã ăn sâu vào tận trong máu. Sự tự tin không ngại thể hiện trước đám đông là điểm cộng lớn nhất khi nhắc đến các em học sinh tiểu học ở đây. Thậm chí nhiều người lớn tuổi là đàn anh đàn chị khi xem các em biểu diễn cũng phải chào thua vì mình không tài nào làm được điều mà các em làm, nhất là khả năng thuộc bài không kể trai hay là gái. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.